MLMHS Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMHS Bình Dương nha. Bây giờ là 18:48 ngày 30 tháng 8 ha. Thì MLMHS đang ở một cái tiệm rèm. Đây, cái tiệm rèm màn cửa kim ngân ha. Ở để thì hôm nay một tuần lễ thì chị Linh ở Úc có nhờ MLMHS đặt 6 cái tấm ngăn kéo bàn. Thì mình làm hết đạt 6 tấm ha. Thì hôm nay hoàn thành là 15 ít ghé tiệm lấy luôn. Ủa coi cho em cái túi luôn hả chị? Đó, 6 tấm. Lát còn tấm cuối cùng bung ra cho em coi thử cái nha. Hôm nay là đặt hai anh chị là một tuần lễ. Thì có hôm qua rồi nhưng mà hôm qua thì rất là nhiều công việc luôn cho nên không có mà ghé lấy được. Cho nên hẹn chị hôm nay. Thì cái này là cái khăn trải bàn ha. Hai cái 1,5 m và 4 cái là 1,2 m. Đó, bây giờ mình bung với anh thì ở cái này là mình bấm dưới đây luôn ha. Cái này là cái viền màu tím nè, mình làm hết đặt một cái viền màu tím nè. Cái này là khăn này là 1,2 m hay 1,5 m vậy? Đó là 1,2 m ha. Wow, đẹp lắm á. Rồi, ok, cảm ơn anh chị luôn nha. Bây giờ mình bỏ vô đi. Đó. Tổng cộng là 6 tấm ha. Anh kia này là cũng giờ cậu Năm là hoành tráng luôn ấy. Rồi, ok. Tặng cho cái túi luôn. Rồi, chị gửi cho em cái bill thanh toán luôn ha. Dạ dạ. Đây là tiệm tiệm rèm kim ngân. Cái này là mình thuê ha, là nhà mình đây luôn hả chị? Cái này chị thuê. À chị thuê ha. Thì cái màn đó có hương hiệu luôn kìa. Thì em tên gì để chị ghi tên luôn cho. Hay ghi em 15S Bình Dương đi. Đó ở đây thì 15S chọn cái khăn bàn từ cái giải rèm nó cho nó dày. Chăm vô nha. Đó, cái là chọn cái lỗi. Cái giải này rất là dày. Dày thì nó sẽ bền hơn. Rất là dày ha. Và cái giải thì nó in hoa văn ở trên đây luôn nè. Nó thêu hình cái hoa văn luôn. Đó thì 15S chọn hai màu ha. Một là màu kem. Hai là cái màu tím. Cái màu tím là cái màu yêu thích của cậu Năm Vũ Linh. Ở đây thì có rất là nhiều loại nha. Cái này là đa số là rèm hả chị? Rèm á. À rèm, cái này cũng đẹp quá ha. Cái này là như là thêu ha. Thêu. Đó, thêu. Cái bao này là tầm bao nhiêu ký ta? 10 ký không chị? Hơn chứ. Hơn ha. Ồ. Cân. Có cân luôn hả? Thử coi. Thử coi là 4 cái khăn là bao nhiêu ký nha. Cái khăn ngoài chợ em nghĩ bao nhiêu đây là chắc cũng cả 100 bàn á. Tại vì nó nhẹ.
Còn cái này có 6 cái à, 10 15 ký rưỡi. Ôi ôi. 1 ký rưỡi. 15 ký rưỡi là tính luôn cái bao ha. Cái bao thì chắc cũng khoảng gần ký hơn á. Rồi. Cho mở cái bill. Này. Cái bill ha. Khăn bàn nè, 850.000 một cái ha. Là cái này là 1,5 m đúng không chị? Đúng rồi. 2 tấm nè. Đúng rồi, 1,5 m nhân 2. 2 tấm. Rồi. Ok, 4 tấm. À, cái này là màu tím ha. Đúng rồi. Cái này là màu tím nè. Rồi, màu tím là 1,5 m 2 tấm. Màu kem là 4 tấm nè. Là 1,5 m cộng với 1,2 m, 1,2 m cộng 1,5 m ha. Ừ. À, tổng là 5,1 triệu ha. Thì bữa em cộng ra 500.000 rồi, bây giờ còn 4,6 triệu nha. Ừ. Rồi, bây giờ rồi, chính xác chưa? Chính xác rồi phải không? Rồi. Để em để cái điện thoại xuống đây. Khuyến mãi tặng luôn cộng dây đàn ha. Mười 15 kg. Dạ bà xã em. Ủa vậy nhà hai vợ chồng ở đâu? Ở chỗ gần nhà máy Hiếp Mai á. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn nha. Chúc cho anh chị mua may bán đắt ha. Dạ. Rồi đến đây thì 15 m Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 m Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.